Thì hôm nay là mình sẽ lên cho chị một cái cấu hình mới ha. Cái cấu hình này là mình đã điều tiền nha các anh chị đó, mình không có gấp phép ha, nên là chị vốn nhỏ cũng có thể là chiến đấu cái cấu hình này ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ đặt cho nó một cái tên ha, mình sẽ đặt cái tên là bớt dò đường ha. Rồi cái cho lỗi tài khoản á thì anh chị để tài khoản thật hoặc tài khoản demo đều được ha. Rồi giá trị dự định là chị là để không á, thì để số không như mình ha. Đó, dự định là chị để là 20 luôn. Rồi sau đó chị bấm cái chữ tiếp theo cho mình ha. Rồi tính năng cơ bản này thì anh chị chọn là Telegram Channel ha, và cái tên mà bot mình sử dụng hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh chị là cái con bot là song song ha. Đó, với cái phương pháp song song này thì nó có thể là bắt kênh chứ không phải là bắt xe quay được luôn ha. Bắt này nó khá là hay ha. Rồi sau đó thì bấm thì giữ thêm cấu hình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cho một con bot nó chạy ha, mình để là bot song song ha, sẽ đánh là bot song song. Rồi anh chị test thì anh chị để demo ha, còn chị đánh thật thì chị để là không thật ha. Rồi mình ví dụ như là mình để demo đi. Rồi giá trị dự định thì anh chị để 1 đô ha. Đó thì anh chị cứ vốn lớn hơn thì anh chị cứ có thể để 2 đô ha, hoặc là chị đánh lẻ 1 không 1.0, 1.5 cũng được ha. Đấy. Rồi, dây lệnh thì chị để thấp hơn cái con bot thì được ha, chị để 9 giây đi. Rồi, sau đó chị bấm chữ tiếp theo cho mình ha. Rồi, lúc này thì anh chị tích vào đây cho mình ha, đợi tín hiệu từ bot có sẵn cho mình ha, chị tích vào. Đấy. Và cái tên cấu hình muốn đợi mình sẽ bấm vào con bot vô đường lúc nãy mà mình vừa mới tạo ha, bấm vào đây. Đấy. Điều kiện mà để cho con bot mình nó chạy á, là mình sẽ tích vào đây ha, mình sẽ để là bắt đầu khi thắng liên tục nè, một lệnh thì mình sẽ vào ha. Đấy, mình để số 1 ở đây ha. Rồi tiếp tục ở dưới này á, điều kiện mà để dừng đợi tới bot tín hiệu á thì mình sẽ để con số 1 ở đây ha, dừng khi đợi tín hiệu thua liên tục là số 1 ha. Đấy, rồi thì mình sẽ tích vào đây ha. Rồi có nghĩa là khi cái con bot song song này nó thắng một lệnh thì nó sẽ vào lệnh ha, nó sẽ vào lệnh. Nếu nó thua một lệnh thì nó sẽ ngừng luôn, nó đợi thắng một lệnh nữa thì nó mới vào ha. Đó còn thắng thì nó đánh 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 liên tục luôn ha, ví dụ như nó gặp chen hoặc là cái xe quay thì nó sẽ ăn hết ha, sẽ đánh hết. Khi nào thua một lệnh thì nó sẽ dừng lại. Đấy, nó sẽ dừng lại. Rồi sau đó chị bấm chữ thêm cấu hình ha. Đấy thì khi mà muốn chạy cái cấu hình này thì anh chị bắt buộc là bật 2 con lên một lượt ha. Đấy, bật 2 con một lượt. Đấy, thì khi cái con bot vào đường này nó thắng một lệnh thì cái con kia nó mới vào lệnh ha, thì nó là như vậy ha. Bây giờ là cái con bot vào đường này á, là nó chạy rồi. Tuy nhiên thì con bot song song này nó vẫn chưa chạy đâu ha, nó ăn một lệnh thì nó mới chạy. Đó, thì cách đánh của nó là như thế ha. Rồi, nếu như anh chị nào mà quan tâm với con bot này á, anh chị nào chưa có thì anh chị có thể liên hệ với mình ha. Đấy.